Thưa toàn thể cô bác anh chị em, vừa qua thì chúng ta nghe lại bài Hiến thân sải khó của Đức Quỳnh Giáo Chủ do sự diễn ngâm của chị Ba Dung. Thì giờ đây để không làm mất thời gian, xin giới thiệu đồng đạo tu sĩ Nguyễn Văn Hường, tức là trưởng đoàn từ thiện Thánh Thuận của mình, đến đây để gặp gỡ cô bác anh chị em đâu điều Phật Pháp trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau khi mình công việc ở đây xong thì chúng ta tạm chia tay nhà Hai Dũng để đi làm công việc của mình. Vì xin trân trọng kính mời đệ Hường đến đây để gặp gỡ của bác anh chị em, mời quý vị ủng hộ cho đệ tràng pháo tay lớn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Thầy Đại Từ Kim Sơn Phật. Thì lời nói đầu tiên của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay được hội ngộ cùng tất cả quý vị trong cái đạo tràng Phật Pháp. Chúng tôi xin lời phép cúi đầu kính chào tất cả quý vị đang có mặt trong đạo tràng kính mến. Kính thưa chú Hai Dũng, đại diện cho cái cơ sở thờ tự nơi đây, tọa lạc tại cái tỉnh Bạc Liêu này. Kính thưa quý vị trong đoàn, quý ban tổ chức, quý nhà hảo tâm và tất cả cô bác anh chị em được tham gia trong chuyến đi hôm nay. Mình đi chuyến này thì số lượng không có đông, tức là 32 xe, nhưng mà một xe lớn và một xe 30, cộng lại thì trên dưới khoảng 60 người ha. Nhưng mà bây giờ ở đây còn khoảng chắc khoảng 3 mấy người quá. Ngày qua cúng xong con thấy cũng còn đông, điếm điếm cũng gần 50, tức là hao có 10 người. Sao sáng nay điếm lại hao gần phân nửa. Không biết có Chí Công vô khoe tháp tùng với phái đoàn Chợ Mới đi giếng mẹ nữa không biết. Ngày qua giếng rồi, bữa nay giếng nữa rồi.
Thì thôi bây giờ cái bổn phận của đoàn giống như con thì dù thế nào thì cũng phải làm bổn phận của cái người hướng dẫn. Trong cái chuyến đi thì như chú Út sớm nói đó, mỗi người có một cái trách nhiệm khác nhau. Ví dụ như chị Ba, cô Tám này kia thì có cái bổn phận lo cơm nước. Rồi anh Ba É thì có cái bổn phận đó là sắp xếp về tài chính. Rồi như chú Út thì có bổn phận liên lạc, điện thoại người này người kia. Gọi là tu hú đó, rủ ren này nọ. Còn con thì có cái bổn phận là hướng dẫn và chia sẻ Phật Pháp cùng với tất cả cô bác mình. Cô bác mình kia biết mình có bổn phận gì không? Bổn phận của mình đó là đi theo đoàn ha, và theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức, tức là ai cũng đều có bổn phận hết. Thì hôm nay như đã nói là đạo tràng buổi sáng mình rất là ít, chỉ khoảng 30 mấy vị, không tới một xe 50 nữa. Nhưng mà bổn phận của đại hường là cái người hướng dẫn và có cái trách nhiệm là chia sẻ Phật Pháp trong mọi chuyến đi. Vì vậy mà mình không thể bỏ qua quý vị. Chứ phải ngày qua mà chắc chiều cúng xong mà lên cái mình nói chuyện luôn, cái sáng này mình khỏe rồi, xong bổn phận. Nhưng mà tại thấy ngày qua mới nói chắc chưa cũng, quý vị mình đi nguyên ngày cũng hơi mệt, ngồi nữa sợ ráng. Thôi để sáng này hả nói, mà lần nào thì xuống đây thì cũng nói chuyện buổi sáng, ít nói chuyện buổi chiều. Thì cũng tính vậy ngon, cứ bài cũ làm tới. Chuyện này không biết có bị tổ chát không, sao giờ này hao hết quá. Thì như đã nói đó là lúa dày đó thì nó hay bị sạp lắm. Mà lúa thì thưa vậy chứ nó cứng cây ha. Cho nên đừng ham dày. Cho nên bữa nay lúa mình là hơi thưa. Mà có cứng cây không, thưa mà còn sạp nữa là nguy đó nha. Bây giờ con hỏi thiệt, bây giờ ba mấy người mình đó có tình nguyện là mình chia sẻ Phật Pháp khoảng vài chục phút cho tới mãn không? Hai vỗ tay ủng hộ nha. Chứ có ba mấy mà hồi hao hao, hồi còn mười mấy, hồi còn hai ba ông nữa là thôi lúc đó. Xin với quý ngài cho tôi bước xuống rồi xong. Thì thưa quý vị, trong mỗi chuyến đi đó, cho dẫu chúng ta có làm từ thiện giúp đỡ cho bà con được 400-500 phần quà hay cả ngàn đi chăng nữa, mà chúng ta không có chia sẻ được Phật Pháp trong chuyến đi, thì con nghĩ đó cũng là một cái điều rất là tiếc uổng và thiếu sót. Nhưng kia như chuyến đi rồi đó, đi cứu trợ miền Trung đó, cô bác còn biết cái số tiền các nhà hảo tâm đó là nội hai cái anh tài trợ chính không là 300 triệu. Bà con mình gom hùng này kia là tổng số đó, là chuyến rồi nếu mà tổng hết luôn đó là 700. Mà tiền của đoàn vận động với này kia không là 500 mấy của anh chị mình, tức là kể luôn những cái nhóm mà cộng tác chung là gần 700 triệu. Nhưng mà chuyến rồi mình đi chỉ có 15 người thôi, vì vậy mà chỉ đi làm từ thiện giúp đỡ cho bà con. Còn cái vấn đề mà chia sẻ Phật Pháp thì mình chỉ nói chuyện với nhau trong cái lúc mà dùng cơm hay trong những lúc mà cúng xong ngồi lại đàm đạo, chứ còn không có tổ chức được một cái buổi chia sẻ Phật Pháp mà nó có cái tính cách đông người. Có thể nói là chỉ được một phần chứ nó chưa trọn vẹn, tức là chỉ được cái phần độ sanh mà chúng ta chưa làm được cái phần thứ hai là hoằng pháp. Mà trong khi đó đoàn chúng ta đặt ra cái tiêu chí một là độ sanh và cái thứ hai là phải hoằng pháp. Độ sanh tức là giúp đỡ cho người đang sống, người đang khó khăn thiếu thốn, chúng ta đến chúng ta giúp đỡ về cơm ăn áo mặc để cho người dời bớt đi những cái sự thiếu thốn về vật chất mà vươn lên trong cuộc sống. Còn hoằng pháp là gì? Là đem lời của Phật, đem giáo đức thầy để lòng vào tâm của mỗi người, và để cho mỗi người chúng ta luôn luôn tinh tấn trên con đường đạo. Bởi vì chỉ có đạo đó mới đưa chúng ta đi đến chỗ an vui vĩnh viễn. Còn cơm ăn áo mặc đây bắt quá nó chỉ tạm thời trong lúc nào thôi. Và nhất là tất cả cô bác anh chị em mình mà được cộng tác với đoàn đó, là nếu quý vị có duyên cộng tác thì mong cho mỗi người chúng ta đó càng ngày là cái thiện tâm chúng ta phải càng kiên cố và phải càng mạnh mẽ lên hoài. Giống như ban tổ chức đây cũng vậy, nếu mà không kiên cố đó quý vị là cũng dễ lắm. Tại vì 5-10 năm rồi, có khi cái thường thường cái việc gì mà ta làm lâu đó quý vị, cái người ta sanh ra nhàm và cứ nghĩ là mình đã làm gì đủ rồi, không cần làm nữa. Dễ thì làm, mà gặp khó khăn chút xíu là nghỉ. Nhưng mà cũng tôi nghĩ là có lẽ cũng do cái thiện tâm kiên cố cho nên ban tổ chức cũng còn, mình nói cái từ vui vui, cũng còn đeo thẹo tới giờ. Mà cái này không phải đeo chuyện đời mà đeo chuyện đạo, kệ, đeo chuyện đạo tốt. Chứ thường thường ta gặp khó là ta nghỉ rồi cô bác anh chị em. Đừng nói anh chị nội chuyến đi này là bữa nay mà mình đi được đó cũng hồi tới hồi lui hai ba chập.
đi miền Trung về còn dư số tiền dự định là tranh thủ là cho nó rồi, tức là nhà hảo tâm người ta gửi tiền cho mình mà mình giữ đó mình cũng nặng nề lắm cô bác. Hôm rồi đó thường thường cái bổn phận tài chính là ông thủ bổn, cái qua cái 32 đại gia ông chuyển tiền qua 300 triệu bấm tài khoản hoài bấm sao không vô. Cái nơi có ai có xa cơm banh không, cái con nói con có nè, bấm sao vô tài khoản thôi. Cái đăng ký là 2-3 bữa sau đi mà bảo lục đi, cái giờ tôi nó chết mồ để tiền trong tài khoản. Không biết là có ai ta biết cái mật khẩu ta rút cái có gì cái mình chết luôn nữa. Cả tuần lễ tôi ngủ ăn không yên vậy chứ. Hồi đó giờ trong tài khoản của mình chừng 5-3 triệu, mười mấy 20 triệu là quá rồi, bữa nay không bắn vô 300 triệu. Rồi lỡ có gì có ở đâu thường không thấy bán xe từ thiện thường ta. Rồi nó mang tiếng ông đạo bán xe từ thiện nữa. Tài sản có gì đâu thường. Thành ra lãnh cái số tiền cũng rất là lo cô bác anh chị mình. Chúng ta thấy đó là khi chúng ta có một cái trách nhiệm thì chúng ta rất là nặng nề, làm xong trách nhiệm thì cảm thấy nó nhẹ nhõm. Khi đi miền Trung về đó là muốn làm cho nó xong, nhưng mà nhớ lại cái nó hổng thuận này hổng thuận kia, cái điện hầu hồi tới hồi lui 2-3 đợt gì đó, nên cuối cùng hôm nay là ngày 25-26 là đoàn mình mới đi để thực nguyện hiện cái tâm nguyện. Tức là hôm nay chúng ta sẽ đi phát 500 phần quà. Hồi sớm thì công khai đó, tức là 3 cái tấn gạo trước là cái phần dư động lại của chuyến miền Trung, cũng như là khoảng 30-40 triệu, cộng vào chuyến này của bác mình hùng vô được 10-20 triệu nữa. Tức là chúng ta cộng số tiền cũ, số tiền mới là chúng ta cho được bà con là 500 phần quà trong chuyến đi này, khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay. Vậy có hoành tráng không quý vị? Dễ. Đoàn mình đi chuyến này đâu có đông, có chừng 50-60 người thôi mà mình phát được vậy là cũng rất là tốt. Và mấy lần trước là đi 3-4 xe 1-200 người, nhưng mà chúng ta cũng chỉ phát là khoảng 4-500 trở lại thôi. Thì thưa bác, đó là cái phần để chúng ta nói lên cái tinh thần từ thiện. Ngoài cái việc giúp đỡ gieo duyên ủng hộ cho người nghèo thì bên cạnh đó là ban tổ chức đoàn cũng rất là quan tâm và chú trọng đến cái công việc là hoằng pháp độ sinh. Bởi vì cái giáo lý của Phật, cái giáo lý của Thầy mà khi tất cả mọi người hiểu được thì chúng ta mới có thể mạnh mẽ để chúng ta bước lên cái con đường giải thoát. Thì thôi bây giờ trong buổi sáng hôm nay đó thì cái không gian mình thì không được đông. Con cũng có chuẩn bị một cái chủ đề để chia sẻ cùng quý vị mà con sợ thường thường mà mình thuyết trình thì nó phải đông đông một chút, ít quá có khi nó hơi lẻ loi thôi. Và buổi sáng này mấy chú mình, chú Tư Hùng, chú Tư Ngận có câu giảng nào không? Mình nêu lên thì chút ẩn rồi nè, nêu lên mình chia sẻ nghi vấn, cứ nêu lên hết câu này, nếu còn thời gian chia sẻ câu khác. Theo mấy chú mình thấy sao? Ai có câu giảng nào không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể chư quý vị, chư đồng đạo, thì hôm nay chúng ta nhân duyên hội ngộ trong cái ngày 25-26 tháng 9 để chúng ta phát quà cho bà con. Bây giờ đây trong cái buổi hội ngộ trong cái máy hậu trường này thì để Hường cũng đề nghị đưa lên câu giảng, thì tôi cũng chưa chứng trước mà đưa lên thì tôi nghĩ có một cái chủ đề là Đức Thầy ngày cho biết là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Thì có hai câu: chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Và đây là trân trọng kính mời tu sĩ Hường để giải hai câu này cho đồng đạo mình nghe chung. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì vừa rồi tức là chúng ta thay đổi cái chương trình chia sẻ Phật Pháp trong cái buổi sáng hôm nay. Tức là trong những lần trước thì con tự thuyết nêu lên một cái chủ đề nào đó mà con đã sắp xếp để chia sẻ cùng quý vị, thì cái điều này nó dễ hơn, tức là mình nghiên cứu xong mình mới nói. Nhưng mà hôm nay chúng ta đổi lại là cái chương trình nghi vấn, tức là đưa lên những cái câu giảng trong giáo lý Đức Thầy. Thì cô bác mình đã đọc lại trong giáo lý Đức Thầy đó, thì giáo lý Thầy chúng ta tổng cộng đó là có trước sau đó là 6 quyển giảng và có tổng cộng là 205 bài thi văn, tức là một cái quyển dày cộm như thế này. Mà có nhiều tín đồ đó có khi suốt cả cuộc đời chúng ta chưa có đọc hết giáo lý Đức Thầy nữa, đừng nói đến vấn đề chúng ta thuộc. Rồi nói vấn đề hiểu nghĩa thì lại càng nó đi đến một cái mức cao hơn nữa, phải qua 3 công đoạn: đọc xong hết giáo lý, rồi thuộc hết giáo lý và phải hiểu nghĩa. Thì tất cả các giảng viên của Phật giáo Hòa Hảo đó, nếu mà muốn đi truyền ba bá Phật Pháp thì tối thiểu là chúng ta phải đọc hết giáo lý.
Còn cái vấn đề thuộc hết hay không thì cái đó tùy theo khả năng. Và hiểu nghĩa hết hay không, cái đó cũng phải tùy theo khả năng. Có người thuộc là 70%, có người thuộc là hết, có người thuộc 50%. À, rồi nghĩa lý có người hiểu hết. Hiểu hết này con nghĩ chỉ có thầy thôi. Cái tín đồ con nghĩ chắc hiểu 70-80% trở lại thôi. Rồi có người hiểu được 20%. Giống như con ở đây thì đi thuyết trình nhưng mà con chỉ hiểu là 20% trong giáo lý Đức Thầy. Tức là những cái điều nào mình được học hiểu và được cái sự chỉ dạy của tất cả cô bác lớn tuổi trong đạo thì chúng ta hiểu, còn có những điều chúng ta cũng chưa có hiểu. Nhưng mà nghi vấn ở đây đó thì cái người đưa là không biết cái ông nói có hiểu hay không, không biết. Hãy tôi nhớ câu nào tôi đưa lên câu đó, biết thì nói mà không biết thì cho thiếu nợ. Có khi đưa lên trúng tủ, nó trúng tủ rồi mà có một cái quên chìa khóa, cho nên nhớ mài mại mà cãi không có ra. À, giống như cô bác còn ngày qua nghe chú ẩn đó đó, hồi đó xuống đi học khóa này kia mà học thuyết trình này kia, tới chừng lên cầm ống micro nhìn xuống là bắt đầu cái hội trường nó quay mộng mộng như thế này nè. Đôi khi chúng ta thấy cái vấn đề nói chuyện Phật pháp tuy là đơn giản nhưng nó cũng rất là khó. Nói tới đây con mới nhớ ngày xưa khi mà giáo hội mình đã bị tổ chức phá học, khi mà cuối năm rồi đó, mãn phá rồi, người ta tổ chức đố vui, tức là hỏi lại những cái gì mà phá sinh đã học vừa qua. Cái có ông này, ổng là lúc trong phá học ổng nhút nhát ổng ít có lên diễn đàn, mà bây giờ là cơ hội cuối cùng rồi, đây là đố vui là người ta mãn phá rồi mình không lên nữa, chừng nào lên. Cho nên vừa xong là điếm 1, 2, 3 là ổng giơ tay lên trước hết, bắt câu hỏi liền. Đi lên thì không có sao, tới chừng ổng quay xuống cái gì ổng nhìn hội trường cả ngàn người, tại vì đố vui rất là đông, nhiều phá học gom lại. Lúc này ổng không còn nhớ gì nữa hết trơn. Hồi nãy thì mình nhớ Đức Thầy đản sanh ngày mấy tháng mấy, rồi khai đạo ngày mấy tháng mấy, vấn mặt ngày mấy tháng mấy này kia, giáo lý Đức Thầy có mấy quyển, có nhiêu bài, bao nhiêu bài nhớ hết. Nhưng mà tới đó nhìn xuống cái là không còn nhớ gì nữa hết. Cái lúc này ông Dung, quý vị mình ơi, ông Dung, ông nói làm sao cho tôi xuống diễn đàn, làm sao cho tôi xuống diễn đàn. Mà chưa đâu, mới đầu ông Dung cái khác nữa, ông lên cái ông nói thôi có gì đâu sợ, bây giờ mình coi khán giả như hột tiêu đi. Mà ông quên lúc đó ông đang cầm cái mì, cái nó phát ra, ông nói mình coi khán giả như hột tiêu. Cái dưới ta cười cái rằn lên, cái ông quýnh nữa. À, ông quýnh nữa. Cái lúc đó ông mới dùng, ông nói cái câu là làm sao tôi xuống diễn đàn đó. Thì lúc này cái ông mà giảng huấn viên, tức là cái ông mà giảng cho ông mấy tháng qua, ông quá giận rồi, tức là cái người học khóa sinh của mình mà vậy là làm cho mình mất mặt quá. Cái ông nói thì ông muốn xuống thì ông xuống, không lẽ tôi lên tôi cõng ông xuống. Vậy mà đâu ổng còn nhớ được bốn câu thơ học đâu mấy ngày trước. Bây giờ ổng nói đạo pháp mênh mông bền bồng cản trở, thân tôi học dở nên chẳng thuộc bài, xin với quý ngài cho tôi đi xuống. Rồi ổng xuống. Thì đây trở lại, tức là trong vấn đề nghi vấn cũng vậy, nêu lên. Nhưng mà nếu may đó thì chúng tủ nhớ được phần nào thì trình bày, không chúng tủ thì thiếu chịu lại để đó, mà không sao, thiếu nợ đạo chứ không đánh đổi như thế gian ha. Thì thôi trở lại cái câu hỏi vừa rồi chú Tư Hùng nêu lên, đó là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, ta nhắc lại héo giòn cho trẻ, cứ lâu đau lưng đừng rẽ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hoài dưới thuận chớ lìa chớ phân, long qua hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Thì đây là hai cái câu được trích ở trong cái bài gọi là Thiên Lý Ca. Thì cô bác mình biết là cái bài Thiên Lý Ca này đó, Đức Thầy chúng ta nói về thiên cơ rất là nhiều, nhất là vấn đề năm thân năm dậu. Nhưng Đức Thầy không khẳng định là thân dậu nào. Mười mấy năm trước đó, quý vị có một số đồng đạo khi nghe Đức Thầy nói tới năm thân năm dậu, có tới năm đó đó, người ta ai cũng phát tâm tu hết, chiều lại cái bằng bàn thông thiên đỏ đèn hết trơn. Nhưng mà tới qua năm thân năm dậu rồi thấy im ru không có gì, người ta ngã cũng rất là nhiều. Hôm nay chúng ta nghĩ rằng thiên cơ là để Đức Thầy dục thúc, nhưng Đức Thầy đâu có khẳng định năm nào, tại chúng ta nhận lầm. Do đó mà cô bác mình có nhớ lại trong cái bài mà nhẫn đợi thời cơ đó, tức là đến cái năm Quý Mùi đó quý vị, trong cái quyển tư Thầy có nói câu là qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Cái đồng đạo mình có một số nói vậy là tới cái năm Quý Mùi năm 1943 đó là đời tới. Nay cũng trong cũng chờ tới năm 1943 thấy im ru. Cái qua năm đó rồi cái nhiều người cũng bị ngã rớt, Đức Thầy mới viết cái bài nhẫn đợi thời cơ. Tức là trời hạ năm dê chưa nửa nữa, tuần quần mái tạo cũng lần xây. Lần xây thiện tính rõ chân thầy, chớ nóng tánh phàm chớ dội quay. Ngày lụng tháng qua năm sẽ tới, trẻ già sẽ thấy cái hay hay.
ra từ từ nó mới tới. Cho ông bà nói câu từ từ cháu nó mới nhừ. Mình tu mà mình trông chờ quá, rồi đôi khi cái thời gian nó tới chúng ta không thấy có gì, rồi lúc đó chúng ta thối chí, chúng ta bỏ đạo, chúng ta thôi tu, thì điều đó rất là uổng cho mình. Tại vì phát tâm có nhiều người phát tâm khác nhau, có người thì phát tâm vì sinh tử luân hồi, có người muốn tu để tầm con đường giải thoát về Tây Phương, về cõi tiên. Nhưng mà đa số đó quý vị là người ta hay tin tưởng vào cái vấn đề năm này năm kia mà người ta phát tâm tu. Rồi có người khi lúc đầu vậy, cái sau này người ta tu hành thời gian, người ta nhận thức cao hơn, bỏ cái ý định này và chuyển một ý định cao hơn, tức là tu để tầm cầu con đường giải thoát, thì cái người này không ngã. Còn ví dụ như hồi đó mình phát tâm tu thiên cơ, rồi sau đó mình tu thời gian, mình không thay đổi, mình không tiến bộ, mình giữ mãi cái lập trường này, thì chúng ta sẽ bị thất vọng và chúng ta sẽ bị ngã rớt rất là nhiều. Trở lại năm thân năm dậu cũng vậy, có rất nhiều đồng đạo đã bị ngã rớt về cái vấn đề mà tới cái năm đó mà mình thấy không có gì. Do đó mà hôm nay đồng đạo chúng ta tu hành là phải phá đi cái tư tưởng này, mà chúng ta phải hướng tới một cái mục đích. Đó là sao quý vị mình? Tức là phải hướng đến cái con đường giải thoát, đừng đặt nặng vào vấn đề thiên cơ. Thì đó là con xuất xứ cái bài Thiên Lý Ca. Trong đây Đức Thầy giảng về năm thân năm dậu rất là nhiều, nhưng đến cái câu này thì Đức Thầy có nói vấn đề giả tạm ở thế gian, tức là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Thì cô bác mình biết, Đức Thầy Ngài cho biết sao quý vị mình? Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh, hay là lời Phật thuyết, ta xin nhắc lại, hoặc giả là rút trong các luật, các kinh, tùy lòng không ép mà làm in giảng này. Đức Thầy chúng ta, tất cả những thi sĩ, những nhà trí thức, những dân gia học giả, khi nhìn và đọc vào giáo Đức Thầy, người ta phải rất là nể phục. Bởi vì hồi xưa Đức Thầy đi học, tôi nói đâu có lớp 3 trường làng à, thì đâu có hiểu về lịch sử nhiều, phải quý vị, đâu có hiểu về văn chương chữ nghĩa nhiều. Mà bây giờ đó là trong giáo Đức Thầy không biết bao nhiêu chữ nghĩa, không biết bao nhiêu văn chương được gói trong cái quyển giảng này. Thì ở đây chỉ có ông Phật thôi, cô bác cho mình, chứ ông Phàm sao được. Ông Phàm học nhiêu biết nhiêu thôi. Bởi vì thế gian này đó, người xưa phân ra ba bậc nghe quý vị. Một là sanh nhi tri, tức là cái bậc sáng suốt đó, sanh ra là tự nhiên thông minh sáng suốt. Giống như trường hợp Thái tử Sư Ta ngày xưa, cái tiền kiếp của Ngài đó là Bồ Tát Hậu Minh ở cõi trời Đâu Xuất. Ngài chuyển một kiếp nữa để từ cái quả đẳng giác, diệu giác lên thành Phật, Ngài đã thông minh sáng suốt rồi. Cho nên khi xuống làm Thái tử Sư Đạt Ta là Ngài rất là thông minh. Đức Thầy diễn tả làm sao? Khi lớn lên cho người dạy chữ, lúc vào trường chẳng học mà thông, buổi trưởng thành vua vẫn hằng mong, cho thái tử đừng lìa cung điện. Tức là trong kinh Phật kể lại, ngày xưa thái tử mà đi học đó, ông thầy nào mà lãnh dạy ngài, dạy ngài ngày với hai là bắt đầu ổng cuốn hết mà. Ổng nói dạy thái tử mà tới chừng thái tử hỏi là mình không biết trả lời nữa. Tức là ngài quá thông minh. Mà không đợi lúc ngài ra đời, mà khi mới mang thai thôi là bà hoàng hậu bà đã thông minh đức độ rồi. Cô bác mình nhớ cái đoạn Đức Ngài Quan Chư Ba đọc không? Tức là muốn quỳ xuống mà mắt giường tâm tối. Tức là khi ông vua ổng tới hoàng hậu, thường thường đó là hoàng hậu là vợ của vua, gặp vua theo cái đạo quân thần là phải quỳ. Mà bữa nay ông vua ông tới gặp hoàng hậu, tự nhiên ông muốn quỳ xuống. Mình là vua mà tự nhiên muốn quỳ xuống là cái vị mà đang nằm trong bụng hoàng hậu, tức là thánh thai. Cái vị này quá thông minh, quá đức độ, cho nên ông vua ông gặp là ông muốn quỳ xuống, mắt giường tâm tối, tự nhiên tối tâm mặt mày. Rồi bà lại sinh với vua là phải coi như là bà tâu thêm ở trước đền rồng, xin thánh thượng bao dung kẻ khó, lòng yêu dân dí như con đỏ. Bây giờ mang thai rồi, tự nhiên khuyên vua là phải thương dân giống như là con đỏ, là đứa con mới sanh đó quý vị. Tội thì giảm tha mà đói giúp cơm tiền, rồi cứu dân nghèo trong lúc đảo điên, lấy đức rộng bủa trong ba tánh. Đây là do cái tác động của thai nhi mà hoàng hậu được chuyển tâm ý. Mặc dù trước kia hoàng hậu cũng rất thánh thiện rồi, mà hôm nay mang long thai, tức là cái tâm ý lại càng thánh thiện hơn nữa. Thì đó là trường hợp ngày xưa thái tử ngài rất là thông minh, khi mà lớn lên cho người dạy chữ, buổi vào trường chẳng học mà thông. Rồi trường hợp của Đức Thầy chúng ta cũng thế, ngài cũng là một cái bậc gọi là sanh nhi tri, sanh ra là thông minh sáng suốt, không cần học nhiều, điều gì thầy cũng biết hết.
Chỗ khác thầy xác nhận là nào ai biết tâm ta đời bát lãm. Tâm ta là tâm của thầy, bát lãm là thông suốt. Kiếp người dường chùm gửi bám vào cây, ở thế gian ai rõ kẻ chân thầy dắt sanh chúng, lìa nơi sông mê khổ. Cho ông thằng khó tay cái gì. Bây giờ để con nói thêm một cái minh chứng nữa nè. Đức thầy hồi xưa đó thông nhiều thứ tiếng lắm. Thầy không có học tiếng Miên, mà lần nọ cái thầy dẫn viện đài đi với núi Tà Lên, cái đi ngang cái sóc Miên quý vị. Cái lúc này có cái ông Miên này, ổng là Miên gốc đó nha, ổng bị đau bụng. Mà thường thường ở trong núi trong rừng thì nhiều thuốc nam lắm, mà ổng không có biết lấy thuốc để trị. Đức thầy mình là ông tổ thầy thuốc mà, đức thầy mới chỉ cho ổng cái loại thuốc đó đó, trị cái bệnh đau bụng. Mà ngay gần nhà ổng cũng không biết, cái ông lấy ông nhai vô xong cái bắt đầu hết đau bụng liền. Mà lúc đó đức thầy nói với ổng là đức thầy chăm tiếng Miên nói chứ không phải nói tiếng Việt. Cái biện đài nó ủa thầy mình hồi đó đâu có học tiếng Miên tiếng gì đâu, sao bữa nay thầy nói tiếng Miên mà không biết nói có trúng không, đây nói chật đây sợ cái ông Miên kia ông cười nữa. Cái ông đợi thầy đi rồi cái ông nín lại, ông nói chứ mà cái ông kia ông vừa biết tiếng Miên mà ông vừa biết tiếng Việt. Ông hỏi ông kia chứ thầy tôi nói tiếng Miên vậy mà trúng không, có chật câu nào không. Cái ông kia ông nói dơ, ông Tư nói tiếng Miên còn rành hơn cha tôi nữa. Tức là cha ổng là Miên giặc mà ông nói ông Tư là thầy mà nói tiếng Miên còn rành hơn cha ổng nữa, chứ đừng nói cả ổng. À, đó là trường hợp chúng ta thấy đức thầy là biết tiếng Miên. Rồi quý vị mình đọc lại trong giáo đức thầy đó, đức thầy biết tiếng Pháp luôn nghe quý vị. Đức thầy viết cái bài mà để tặng cho ông luật sư Mai Văn Dậu đó. Ngày xưa ông Mai Văn Dậu là một cái vị luật sư đó, nhưng mà nhờ đức thầy trị bệnh cho bà vợ hết bệnh mà ông phát tâm ông tu theo thầy. Đức thầy có viết cái bài mà cùng ông thầy Kiện đi chơi đó, hứng luồng gió mát thảnh thơi tấm lòng đó ha, đi vừa giáp đặn một vòng ngồi lại màn đá ngó trong trên trời sao một nơi trăng một nơi trời xanh cảnh đẹp tuyệt vời như tranh. Rồi đi ngang buồn cỏ xanh xanh ổng quên lực lợi ổng đành bước lên giày ông giả đồ quên phải mà có lính biên tên sổ cò. Rồi đi nhiều nỗi quanh co ngay đường khám lớn nhỏ to lượng bàn, bỗng đâu một tiếng la giang nắm tay ông lại chạy sang cạnh lời ấy là tiếng ách ta lê không đứng chỉnh tề chúng bắn giặc xương. Mới đọc gì đâu mà lẹ quá, cũng biết gì đâu vỗ tay. Nói chuyện này nó dính chuyện kia là sao, là cái ông này là luật sư mà khi ông đi với thầy ông quên lỡ hết trơn cái đường đó, ta cấm đi, ta cấm bước lên mà ông bước lên đi thầy quýnh quá. Ông luật sư mà gặp thầy quên lỡ hết, cho nên thầy viết cái bài đó đó quý vị. À vậy thì ý nói là đức thầy chúng ta rất là thông, kể cả những người bình thường, kể cả những người trí thức là khi gặp đức thầy là phải coi như tắt đèn. Rồi trường hợp nào nữa, ông thi sĩ Việt Châu đúng không quý vị, ổng là văn sĩ kim thi sĩ rất là thông minh hiểu biết, nhưng mà lần nào ông đi phía Nam cùng đức thầy cái lên xe đó, trong khi trước đó đức thầy diễn tả ổng đó cái tài làm thơ của ổng là quen thói viết thơ sầu thơ cảm, không dìu văn hắc ám qua chuông, à, ngâm nga giọng quá u buồn làm cho độc giả quay cuồng mê ly, tức là ổng xuất khẩu thành thi. Vậy mà lần đó đi chung đức thầy cái lên xe thầy nói đâu ông làm thơ đó, ông tả cái tiếng đường từ Long Bình về Sài Gòn coi. Đức thầy lên tiếng vậy thôi là bắt đầu ông cầm bút mà ông ngậm hoài không viết được câu nào. Mà trong khi đó hồi trước kia mà là thi sĩ kim văn sĩ này kia, mà bây giờ gặp ông Phật là văn chương gì nó bay mất tiêu hết trơn, vậy mình không viết được câu nào. Thầy mới nói là xe về chở theo chàng thi sĩ là thầy đi chung với ông đó, bảo làm thi mãi nghĩ không ra, nghĩ hoài không ra. Vậy mà giữa chốn phồn hoa gian danh thi sĩ hiệu là Việt Châu, quen thói viết thơ sầu thơ cảm. Đoạn đó con đọc rồi đó. Thì đó là những cái trường hợp để minh chứng rằng đức thầy chúng ta là một cái vị Phật rất là thông minh. Đức thầy làm thơ mà có tiếng Pháp luôn nghe quý vị. Tức là đức thầy tặng cho Mai Văn Dậu bài thơ đó, lấy cái cấp bằng ném xuống sông. Thôi giờ tu không có cần bằng cấp, không có cần bằng luật sư, giờ theo đạo rồi. Thôi thôi tôi cũng messi ông, là tiếng Pháp, messi là cảm ơn đó. Đường đời gẫm lại nơ vô rẽn, nơ vô rẽn là không có gì. À, săn phú ba manh trở lại đồng, săn phú ba manh là chức tước ngôi vị. Trở lại đồng là cuối cùng rồi cũng về đồng để làm ruộng, để mà làm người dân bình thường để tu, hay nói cái nghĩa khác trở về đồng tức là trước sau gì thì cũng ra gò thôi. Ta nói là sao, bệnh thì đi chợ rẫy chị, mà chợ rẫy chị không xong trở về chợ ruộng là ra đồng đó. Cho nên săn phú ba manh trở lại đồng, đó là bài thơ tiếng Pháp. Vậy thì để chứng minh chứng đức thầy chúng ta là một cái bậc gọi là sanh nhi tri, tức là sanh ra là biết. Cái bậc thứ hai đó là học nhi tri, tức là có học chúng ta mới biết.
cũng như tất cả các nhà trí thức bây giờ đó, tất cả các giảng sư, tất cả các giảng viên thì cũng phải nằm vào cái bậc này, tức là học mà mới biết, chứ không ai đương không mà biết. Rồi cái bậc thứ ba đó là học như bất tri, tức là cái người thấp hơn nữa, học mà có khi còn quên tới quên lui nữa vậy. Học đằng trước cái nó quên đằng sau, giống như ngày xưa mà ông Bằng Đạt vậy đó quý vị. Có hai cái từ chổi quét mà ông học chữ quét ông quên chữ chổi, học chữ chổi quên chữ quét. À, tu một thời gian cái ông nói thôi vô chùa ăn cơm bá gia bá tánh mà có hai chữ này học hoài không thuộc. Bữa nọ ông mới xin trốn để mà về đó quý vị. Thì bữa nào ông về sao ông gặp Đức Phật đó, Đức Phật hỏi thì sao mà Bằng Đạt lại về. Nói bạch Đức Thế Tôn, con vô đây tu hành cơm của bá gia bá tánh mà có hai cái từ chổi quét con học hoài không thuộc. Tu vậy sao được, thôi con về trở lại làm cái người bạch y cư sĩ ủng hộ đi chứ tu không được. Thì lúc đó Đức Phật mới khai thị, Đức Phật nói đó, thôi bây giờ đó ông học không thuộc, thôi bữa nay ta giúp cho ông. Bởi vì chổi quét là cái gì? Chổi tức là cái vật chúng ta quét vào đại địa cho nó sạch, nhưng mà hôm nay dùng chổi quét vào tâm địa để mà sạch hết tất cả những phiền não của mình. Cái tự nhiên ổng có cái duyên với Phật sao, hay hoặc giả là cái nghiệp ổng đã hết cho nên ổng khai thị được, ổng nhớ cái gì. Bốn câu thơ đó là: cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô tăng khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Dịch ra là xiên quét đất vườn chùa, giờ giờ sanh phước huệ, dù không khách khứa đến cũng có thánh nhân đi. Thì từ khi Đức Phật khai thị cho ổng, bắt đầu từ đó trở về sau là ổng học đâu nhớ đó, học đâu nhớ đó. Cái ngày xưa bên Tăng Đoàn là có bên Ni với bên Tăng nha quý vị. Mỗi nửa tháng như vậy là bên Tăng phải cử qua một cái vị giảng sư để mà thuyết pháp cho bên Ni nghe. Cái lần này cái vị mà sứ giả qua thông báo là cái tháng tới đó, là cái vị pháp sư đó là Bàn Đạt sẽ qua đây thuyết pháp cho quý vị nghe. Cái mấy cô Ni nghe nói tới đây ai cũng cười cho nó chèn ơi, nghe nói đó ổng dốt gần chết, ổng học chữ chổi quên chữ quét, học chữ quét quên chữ chổi mà thuyết pháp cái gì. Nhưng mà tới cái bữa đó đó quý vị, Bàn Đạt đăng đàn thuyết pháp. Ổng thuyết xong qua một cái, ổng nói ngay cái tâm mà ngạo mạn của các cô đó, tự nhiên qua cái buổi pháp hội đó rồi rất nhiều người được chứng đắc. Trong khi hồi trước kia mấy giảng sư khác thuyết không có ai chứng cho, mà bữa nay Bằng Đạt ổng qua ổng thuyết xong là rất là nhiều người được chứng đắc. Mà trong kinh Đức Phật nói tiền kiếp của Bằng Đạt đó là một cái vị pháp sư rất là thông. Mà lý do làm sao kiếp này bị dốt là bởi vì ổng giấu pháp, ổng học thông rồi ổng biết mình ổng, ổng tu mình ổng, ai hỏi ổng cũng không nói cho. Cho nên do cái nhân quả đó mà phải bị dốt tới mấy trăm kiếp đó, tới cái kiếp cuối cùng là làm Bằng Đạt nhờ Đức Phật khai thị mà xóa đi được cái nhân mà mình đã yểm pháp trong nhiều kiếp. Thành ra cô bác mình nghe câu chuyện này quý vị mình thông cảm lên xe, mà mấy ông chú mấy ông đạo trong xe mà nói chuyện hoài đó là biết làm sao, bị ông sợ giống Bằng Đạt đó, biết pháp mà không nói cho ta nghe là bị dốt. Cho nên phải nói từ ở trên Hồng Ngự xuống Bạc Liêu, nói từ Bạc Liêu về Hồng Ngự có nhiêu là phải xả hết nhiêu. Đồng ý không quý vị? Giờ mình cũng vậy, mai mốt cũng vậy, về nhà đó mình mở nào nhà mở được cái đĩa nào hay hay đó giới thiệu cho người ta. Tôi mở được cái đĩa này hay nè, mở được cái đề tài này hay nè, giới thiệu cho đồng đạo mình. Chứ kiểu mà nghe cái đề tài nào hay giấu nghe mình hoài đó, coi chừng giống Bằng Đạt đó. Mà thầy nói sao trong sáu tỉnh nhiều điều tà mị tu hành mà dị kỷ quá chừng, thì làm sao thoát khỏi trầm luân phiên bổn đạo, ráng tầm nẻo chánh. Hay là mình đã gặp con thuyền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân, Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng quá, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia, rèn dân bằng giáo thuyết bình hòa, giống bác ái gieo sâu vô tận. Do đó cái người tu chúng ta là không dị kỷ, không ích kỷ, mà phải mở rộng, phải giới thiệu và truyền bá cho mọi người. Thường thường ta hay nói mấy ông đạo sớm có nói đó, ta nói mình tu hú là gì đó, bị tu mà không hú là nó thuộc về dị kỷ. Mình biết được cái con đường trơn tránh, con đường tốt đẹp rồi phải hú, phải réo, phải kêu cho mọi người ta cùng đi theo cái con đường trơn tránh. Thì thưa cùng tất cả quý vị, thì đó là cái ý để chúng ta nói lên. Có những người cái duyên chúng ta còn kém, cái căn chúng ta chưa sâu, thì chúng ta nghe đạo đôi khi chúng ta chưa thâm nhập, nhưng mà mình cố gắng tu tập thời gian thì bắt đầu cái nghiệp mình nó được xóa và chúng ta sẽ được thông minh sáng suốt. Mà Đức Thầy nói đó là huệ tâm khai, ngữ chuyển quyền thông, sanh hồi thiện đôi câu thành thật, tức là chúng ta sẽ được thông minh sáng suốt. Nghi vấn mà nói hơi dài quá ha, cái này nghi vấn mà pha thuyết trình. Thôi giờ trở lại cái câu giảng của chúng tôi hỏi đó là: chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con,
Chớ mong là gì? Chớ mong là đừng mong. Đây Đức Thầy trích ở trong cái quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Cái câu sau là Đức Thầy trích trong cái quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Bởi vì sớm con giới thiệu là ta dạy thế mượn lời Phật Thánh. Thì ở trong cái quyển Nam Hoa Kinh đó, Trang Tử nói một câu thế này: Tiêu liêu xào ư bất quá nhất chi, yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc. Tiêu liêu tức là cái con chim đó quý vị. Con chim tiêu liêu nó ở trong rừng. Bất quá là một cành thôi. Chi là cành, bất quá nhất chi là bất quá một cành thôi. Quý vị thấy con chim làm mẫu không? Cành một à. Nhưng mà nó cho tất cả khu rừng đó là của nó. Cây một, cành một mà bảo vệ nguyên khu rừng. Ai con chim nào cái tới mà làm mẫu là nó đá nó đủ đi. Rồi yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc. Con yến thử trong sách diễn tả đó là yến thử kỳ đại như ngưu, vô dĩ mà hắc sắc. Cái con yến thử nó kỳ đại là nó lớn giống như con trâu vậy đó, mà nó không có đuôi mà nó màu đen. Con trâu mình có cái đuôi, còn con yến thử này nó không có cái đuôi mà nó màu đen. Nó ở sông Hà đó, nó uống nước ở dưới đó bất quá đầy bụng thôi. Yến thử ẩm hà bất quá mãn phúc, tức là nó ở dưới sông nó uống nước bất quá đầy bụng thôi, mà nó bảo vệ nguyên cái khúc sông đó là của nó. Cái con nào thấy là nó đánh, nó cắn, nó rượt. Cô bác mình có xem thế giới động vật không? Cái con này mà đi lại lên thổ con kia là nó rượt, nó cắn, nó cấu xé với nhau. Thì tóm lại là con chim làm mẫu chỉ một cành mà tham nguyên khu rừng. Con yến thử uống nước chỉ một bụng mà tham nguyên cái biển, tham nguyên cái sông. Này học hỏi giải thích chắc cô bác mình cũng biết quá. Biết không? Cái thầy nói lên gì? Thích thêm hả? Cái này là nói lên cái lòng tham đó. Lòng tham phải không? Mình sống ở đây được nhiều, ăn cỡ nhiều chút đỉnh thôi, mà có người người ta để tới nhiêu, vài tỷ, vài chục tỷ, để đó hoài vậy đó. Thầy nói làm sao? Biết sao đầy được túi tham, không ăn không đai càng làm không kiên. Cho nên ở đây là muốn nói cho cái lòng tham của chúng sanh, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tài, tham quyền, tham thế. Tức là làm chúng sanh là chúng ta luôn tham, muốn cho mình làm sao có tất cả cái sự vật trên thế gian này. Mà trong cái ác thứ 8 thầy diễn tả, ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao, cửa rộng, thân dinh, tham giường, ruộng, cò bay, thẳng kiến. Rồi có khi có mình làm không có, cái mình tham của người ta nữa, thấy của người thèm khô nước miếng. Mới có cái chuyện trộm cắp đó quý vị, đạo tặc này kia, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Rồi thầy nói tiếp sao? Nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa của Thế Trần: như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Sẵn đọc ở đây con đính chánh cái chữ trẻ nha. Có nhiều đồng đạo nói cái đó chữ kẻ chứ làm sao mà đọc chữ trẻ. Tại vì kẻ là người này kia đó, ta nghĩ là chữ kẻ chứ không phải chữ trẻ. Nhưng thật ra đây là chữ trẻ. Tại sao Đức Thầy nói là nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa? Là ở đây Đức Thầy nhắc một cái câu ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, tức là cái chương 42. Đức Phật có nói một câu thế này là: Phật ngôn tài sắc ư nhân, nhân chi bất xả thí như đao nhận hữu mật, bất túc nhất sang chi mỹ tiểu như thủy chi hà, tất cát thiệt chi hoàng. Đức Phật nói con người ta đối với danh lợi tình mà không chịu buông bỏ đó, giống như trên lưỡi dao có dính một chút mật, không đủ một cái bữa ăn ngon nữa. Thế mà trẻ nhỏ kê lưỡi liếm vào, thời bị cái nạn đứt lưỡi. Đức Phật nói cái người mà tham danh lợi nó giống như chúng ta liếm mật trên lưỡi dao, nó không no béo gì bao nhiêu, nhưng mà chúng ta bị đứt lưỡi. Đức Thầy nhắc lại là nhớ lời Phật khi xưa dạy sữa của Thế Trần: như mật dính dao, trẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Rồi tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có mang theo. Tham tiền tài thường dưới nạn eo, tham sắc đẹp là nhà tan cửa nát. Mà mình tham cho đã rồi mai mốt làm sao? Lúc tận xô nằm chớ một xác, gắm kim tiền bội bạc bất tài. Tới bệnh đau rồi tiện đâu có thay mình được đâu quý vị. Không làm cho ta được sông dài, lại chẳng bước tiện đưa một bước. Không đưa được bước nào hết. Thầy nói cho mình nghe đó là thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt.
lo du trồng cõi phước về sau, muốn trừ tham phải liệu cách nào? Phải bố thí, diệt lòng ích kỷ, tâm chánh niệm thường thường suy nghĩ của thế trần như bọt nước làng mây. Thân ta còn dài đó, mai đây thì cụ ấy cũng khi tan khi hiệp. Đó là cái ác thứ 8 mà Đức Thầy đã luận giảng cho chúng ta nghe để mình tỉnh ngộ và mình đừng có tham nữa. Nói tới tham, con nhớ câu chuyện lần nọ có cái ông này. Tự nhiên cái ổng phát cái tâm lên là ổng tham tất cả đất đai này kia trên thế gian này, muốn làm sao cho mình có đất đai cho nhiều. Nhưng mà chắc ổng cũng có cái duyên, cái phước lớn gì đó, cái có vị thần hiện ra. Nói bây giờ ông tham đất đai phải không? Bây giờ đó ông cũng có một cái phước lớn, mà bây giờ tôi cho một cái điều kiện là từ đây đó mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, hễ mà ông chạy tới được cái chỗ nào là chỗ đó là đất của ông hết. Hễ cái nơi nào mà có bước chân ông bước qua là đất của ông hết. Bắt đầu ông nghe nói vậy ông quá ham, hồi đó giờ mình tham mà giờ có người nói vậy là mình chạy tới đâu là đất mình tới đó, vậy là chuyến này mình, cái câu mà ta nói đất là coi như là cò bay thẳng cánh chó chạy giẫm đuôi là có thiệt à. Bắt đầu ông ra sức ông chạy cái gì, chạy hồi thấy đói bụng mà tính dừng lại ăn sáng mà thôi. Thời giờ là vàng bạc, dừng lại ăn cũng mất cả nửa tiếng đồng hồ đây, mất đất nữa, thôi ráng chạy bỏ ăn luôn. Chạy hồi đói nữa, tới giờ cơm trưa tính dừng lại chưa, thôi giờ dừng lại mất thời gian nữa, chạy luôn tới cơm chiều. Đói lúc này chạy muốn hết nổi à, đi không đi bộ không à, mà tranh thủ trời sắp lặn rồi, chút xíu nữa trời lặn là đâu còn đất đai nữa, bắt đầu chạy luôn. Chạy làm sao tới chừng tối đó, quỵ xuống, lúc đó còn nhiêu, còn có 3 tấc. Cho nên mình tham cho quá rồi cuối cùng sao các bác anh chị em mình gần đây trên Facebook đó quý vị cũng có những cái rất là hay, là thấy nhiều người ta đăng clip lên đó, bên đây người ta làm cái hố cái ta để chữ giàu, bên đây ta làm cái hố ta để chữ nghèo, thì sao giàu nghèo gì cũng có một cái hố, một cái chỗ để chôn thôi. Cái câu người xưa nói sao quý vị mình, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dạ dọt cũng chung một gò. Và thông minh giỏi giang cũng ra gò, mà nghèo hèn dốt nát cũng ra gò. Cuối cùng rồi tất cả chúng ta ai cũng phải chết. Cuộc đời nhiều nỗi gai go, mau mau nhẹ bước qua đò sông mê. Cuộc đời nên chán nên chê, tầm nơi giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, cuộc đời nay biển mai còn, tỉnh chưa tỉnh rồi một giấc say xưa, hãy xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia cho xa hang quỷ, mà lìa kiếp ma nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một đạo chói lòa hào quang. Vậy thì hôm nay trở lại đó là chớ mong yến thử ẩm hà. Cái lòng tham của chúng sanh giống như con chim thiêu liêu và con yến thử, ăn không có bao nhiêu, uống không có bao nhiêu, làm tổ không có bao nhiêu mà tham cho quá. Thì hôm nay chúng ta nghe được câu này, mình tỉnh ngộ thôi, giờ mình không có tham nữa. Mà mình tham mà tham cái khác, tham mà chẳng giống tham thường tục, dục mà chẳng dục thường tình, tham nhiều của giúp sanh linh, muốn cho ai cũng được lành áo cơm. Bây giờ tham đi làm từ thiện, tham đi niệm Phật, tham đi nghe Pháp, tham đi giúp đời, tham làm sao cho mọi người được hạnh phúc. Chúng ta chuyển đổi cái tham mình lại. Vậy được không quý vị? Được. Chứ bây giờ mình không có tham danh, không tham lợi mà không có tham tình nữa. Vậy thì đó là chúng ta nói lên cái lòng tham. Hôm nay mình đã giác ngộ tu rồi, thôi mình không có tham nữa. Chuyển lại để mà mình lo tu tham đây, mai mốt cũng bỏ đây. Rồi cuối cùng tất cả chúng ta cũng phải hai bàn tay trắng. Cô bác mà nghe nói sao lúc áo mà ta còn lắc lại mà, phải không? Có gì đem theo được đâu. Bây giờ mình không có bám víu vào thế gian này nữa. Đó là cái câu thứ nhất là chớ mong yến thử ẩm hà. Qua câu thứ hai, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu có. Hồi nãy con giới thiệu câu thứ nhất là Đức Thầy rút trong cái quyển Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Cái câu thứ hai này Đức Thầy rút trong cái quyển Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Bởi vì là Đức Thầy sâu xa lắm quý vị. 10.000 năm lẻ là sao? Trong kinh dịch của Lão Tử nói như thế này: con người chúng ta mà mình có thân người này, đó là chúng ta phải trải qua 10.800 năm, chứ không phải đơn giản mà có thân người đâu. Giống như hồi xưa mà mình coi phim Na Tra đó, cái bà Thạch Cơ là cái từ cái viên đá mà tu 1.000 năm đó quý vị mới thành một cái vị tiên đó. Hay là Tề Thiên là từ một cái viên đá là hấp thụ tinh hoa
mà mới sinh ra được ông cả ngàn năm. Mình có được thân người quý lắm nha quý vị, chứ không phải đơn giản nha. Giống như bà Thạch Cơ cả ngàn năm, còn mình là tới 10.800 năm mới được mình đó. Cho nên có thân này mà không lo tu quỷ hoại, mai mốt mất cái thân này rồi là nguy hiểm. Hồi xưa cho biết là dễ gì lộn kiếp được làm người, nay được làm người chứ dễ vui đó. Lành giữ hai đường vừa ý chọn, lành như tòng mà giữ tợ hoa tươi. Hoa tươi tòng bá khác nhau xa, tòng bá sơ rơ kém sắc qua. Gặp buổi đông thiên xuân tiết bổ mà chỉ còn tòng bá chẳng còn hoa. Hay là nếu một kiếp này chẳng chịu tu, ngàn năm phải bị chốn lao tù, làm bùn làm đất làm cây cỏ, chớ chọi giữa trời vạn kiếp thu. Từ đó giờ mình nghĩ mình có thân người là bình thường, nhưng không về mình nghe thầy nói tới đây, nghe lão tử nói tới đây, mình quá quý thân người luôn quý vị mình đó. Đức Phật nói đó, cái người mà được thân người được nghe pháp giống như cái con rùa mù mà nó ở cái biển đó quý vị, cả trăm năm nó mới chòi đầu lên một lần. Mà nếu mà có cây mục mà trôi ngang mà nó chòi lên trúng ngay cái khúc, ngay cái giờ đó đó, nó bám vô cây mục nó vào bờ nó sống. Đức Phật nói cái người mà có thân người được nghe pháp nó quý vậy đó. Ví dụ như con rùa mù dưới biển mà nó chòi lên mà chỉ trước cái khúc cây mục khúc, sau khúc cây mục khúc nó có bám được không? Không, mà phải ngay chăng cái giờ đó luôn thì nó mới bám vô khúc cây mục, nó mới vào bờ được. Thì hôm nay chúng ta được cái thân người nó quý vậy đó, chúng ta đừng quỷ hoại. Có nhiều người quỷ hoại quý vị mình ơi, có không? Ta nói câu là sao, vì đạo bỏ mình chứ đừng có gì cái gì, vì tình mà bỏ mạng đó, cái đó quỷ hoại thân người. Hồi mười mấy năm trước quý vị mình nghe một cái vị diễn viên nổi tiếng là ai? Lê Công Tấn Anh đó. Thất tình cái cô nào mà tự nhiên uống thuốc tự giận luôn à. Tự nhiên giờ rất nhiều người quý vị mình lên điện Bồ Hông, lên núi Cấm, hai người nhảy xuống tự giận. Mà ơn cha nghĩa mẹ, thân thể phát phu, thọ chi phụ mẫu, bất cảm quỷ thương, hiếu chi thị giả. Tóc da mình đây, cha mẹ mình sanh ra không quỷ hoại, đó là cái hiếu đầu. Lập thân hành đạo, gian danh ư hộ thể, hiếu chi trung giả, đem thân hành đạo chánh, gian tiếng thơm lại đời sau, đó là cái hiếu cuối cùng. Ai mà quỷ hoại thân thể, một là bất hiếu, mà hai là chúng ta quỷ đi cái cơ hội được làm người. Xuống với diêm vương bị nhốt à, bị đọa không còn được làm người nữa, tại vì mình có thân người mà mình không được, không trân trọng. Dầu gặp bất cứ cái chuyện buồn khổ cả nào, không bao giờ có ý tự giận. Giờ buồn thì thôi, mình ráng lo mình tu, tìm tới chùa, tìm tới đạo tu, hay ráng lo niệm Phật, không bao giờ có ý tự giận. Mà con người có hay có cái vụ đó lắm, người ta buồn, người ta bức bách, người ta bế tắc cái chuyện gì đó là người ta hay sanh ra cái tư tưởng nguyên sinh, bỏ thân này, tại vì bế tắc quá rồi, không còn đường để tính nữa. Hôm rồi cứu trợ xong cái đi về quế đó, đi ngang cầu Trường Tiền, cái anh kia anh chỉ, anh nói ngoài kia cũng cầu Trường Tiền mà nó có cái tên là cầu xóa nợ. Nói sao cầu xóa nợ, nó mấy người thiếu nợ quá, đi ra nó nhảy xuống cây rồi hết nợ, tự giận đâu vậy. Vậy thì đó là chúng ta hủy hoại thân người là rất là tội. Hôm nay trở lại là thân người chúng ta rất quý. Lão Tử nói nè, nhất đạo linh hồn cư thủy, nhị đạo linh hồn cư thổ, tam đạo linh hồn cư kim thạch, tứ đạo linh hồn cư thảo mộc, ngũ đạo linh hồn cư sanh vật, lục đạo linh hồn cư nhân thể. Tức là lão tử nói mình phải làm nước 2.000 năm, đếm nghe, rồi làm đất 2.000 năm, làm gạch ngói 2.000 năm, 6.000 năm phải không, làm cây cỏ 2.000 năm, làm sanh vật 2.000 năm là 10.000 năm, làm người 800 năm, cộng lại là 10.800 năm mới được làm người. Ghê không? Ghê. Chứ đâu phải mà được cái thân bà ba, ông bảy, ông ba ngồi đây, ông út ngồi đó mà giờ anh. Đơn giản là phải trải qua 10.800 năm. Còn hơn là quân ông gì? Ông Thái Thượng Lão Quân mà ông luyện kim đan đó. Khó lắm quý vị, khó được làm người lắm. Bây giờ được làm người rồi mà chúng ta lại được có cái duyên là được nghe Phật pháp nữa. Đức Phật có nói có bốn điều khó đó: nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn, duyên lành năng ngộ, quốc độ năng sanh. Thân người khó được, đâu phải dễ đâu. Phật pháp khó nghe, duyên lành khó gặp, quốc độ khó sanh. Rồi có khi được thân người nữa mà sao? Sanh ra lục căn không đủ, điếc lát ngọng nghiệu. Như đây nói chắc cái chị kia chị không nghe, trong đoàn mình có anh chị đó quý vị, mình tội nghiệp không?
Giờ chỉ đi đây mình nghe thuyết trình chỉ có nghe được gì đâu. Nghe người ta ngồi ớ ú theo, không biết gì đâu nghe. Vậy sao biết đường tu? Nhưng mà chắc tu theo bằng tư tưởng. Mình ra đâu có nghe được, giờ này lủi đâu chứ đâu vô đây nữa. À, thành ra quý vị mình thấy không, nội nhìn vậy thôi thấy mình có phước rồi đó, cũng đồng thời làm người mà vậy đó. Hay có dịp quý vị mình mà đi vô những cái nơi mà người ta nuôi trẻ mồ côi, những cái nơi mà nuôi người khuyết tật coi, có người đó tự nhiên không có cái lỗ mũi, có người không có hai mắt, có người không có lỗ tai, có người cái mặt bằng tháng vậy đó, có người không có tay có chân, giống như cục thịt nằm lăn lóc đó cho hết kiếp người, khổ không? Chúng ta phải rất là trân trọng cái thân này. Dùng cái thân này để làm gì? Đem phàm thân mà chúng ta đổi thành báo thân. Dùng cái thân này để làm phước, để tu hành, để sau này chúng ta được cái thân liên qua quá thân, giống như ngày qua con nói đường sanh mạng Phật ta đồng thọ. Nhờ có cái thân này chúng ta mới đổi được cái thân thánh. Không có thân này là chúng ta không đổi được thân thánh. Mình phải rất là trân trọng. Còn bao nhiêu thời gian phải trân trọng và làm việc tốt bấy nhiêu. Tóm lại là 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Tức là Đức Thầy nhắc lại cái quá trình để chúng ta hình thành một cái con người là rất là khó. Ta nhắc lại héo von cho trẻ, cứ đau lưng đừng rẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thượng chớ lìa chớ phân. Vì tóm lại hai câu đó là chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Tức là muốn nói cho cái lòng tham của chúng ta, chúng ta đã luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi mà giờ này không cố gắng lo tu hành, ở đây mà còn tham đắm theo thế gian, để cuối cùng rồi chúng ta phải luân hồi sanh tử. Bỏ thân này rồi chúng ta phải trở lại làm nước, làm đất, làm đá, làm cây cối và làm sanh vật. Thì nó khổ biết bao nhiêu chừng nào, biết chừng nào mà chúng ta có cái cơ hội để chuyển lên được làm người, để mà chúng ta tu hành để được thành tiên tác Phật. Thì thưa quý vị, đó là hai câu giảng của chúng tôi nêu lên và chúng tôi trình bày đến đây xin được hết. Nam mô A Di Đà Phật. Giờ thời gian mình cũng hết luôn phải không? Nói nãy giờ là hơi lố rồi cho hết thì. Nhưng mà quý vị và bạn hãy mà nói chuyện thì phải từ 45 phút trở lên, chứ không lẽ mình nói có vài mười mấy 20 phút thì nó ổn ha. Tại vì bữa nay mình thức hơi trễ, tạo hơi chuyện hơi trễ, cho nên thôi một câu giảng đó thì chứ lẽ ra nghi vấn là phải 3 câu là mới kết thúc á. Hỏi 3 câu mới kết thúc, này mới có 1 câu à. Thì thôi còn 2 câu đó để khi khác ha. Thì vừa qua theo cái sự hiểu biết của Đại Hường chia sẻ cùng với chú Tư và tất cả quý vị, thì thôi giờ đây xin chân thành cảm ơn cô bác mình đã ngồi ủng hộ lắng nghe cái sự chia sẻ của chúng tôi. Nếu có điều chi sơ sót thì kính mong quý vị niệm tình quan hệ thành thật tri ân. Cầu chúc tất cả quý vị sau khi mà đi cái chuyến từ thiện này về, chúng ta sẽ tinh tấn tu hành và cố gắng theo đạo để chúng ta có được cái thân liên hoa sau này. Đây là cái cơ hội rất là may duyên chúng ta có được thân người như những gì mà chúng ta đã chia sẻ nãy giờ. Thì cầu chúc tất cả quý vị chúng ta sẽ vững tiến trên con đường Phật pháp. Đến đây xin được hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể cô bác anh chị em, vừa qua chúng ta đã nghe Út Hường chia sẻ hai câu rất là hay quý vị. Công nhận ông Tư Hùng ổng đưa nhiều câu cực kỳ thiệt. Chớ mong yến thử ẩm hà, 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con. Hai câu này rất là hay, Út Hường chia sẻ rất là chính xác luôn phải không? Bữa nay chúng ta sáng hôm nay chúng ta nghe một cái bài pháp rất là tuyệt vời. Đó, để cho chúng ta đánh thức lại cái lòng mình. Mình đừng có xem thân mình là rồi mình khinh thường nó, rồi mình quỷ hoại đó. Tôi có mấy đứa em, mấy đứa cháu đó, tối ngày cứ nhậu, ăn nhậu hoài. Tôi nói nè, cái máy Nhật mà không chịu đổ xăng nhớt cho tốt vô là cái máy này mới muốn hư. Cứ đổ ba xăng nhớt cũ không à, đưa ba cái rượu, cà phê rồi đó, thuốc hút thuốc đó. Ở đây có ai hút thuốc không ta? Đụng đụng hút thuốc nữa. Phải không? Mình trân trọng nó không có nghĩa là mình phải o bế nó quá, mà Đức Thầy cũng rầy nó đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Phật và Đức Thầy. Kính thưa chú Dũng, đại diện cho đạo tràng ở đây, kính thưa ban tổ chức đoàn từ thiện Khánh Thuận và quý nhà Mạnh Thường Quân, quý nhà Hảo Tâm, kính mến. Kính thưa quý vị, cứ mỗi chuyến đi từ thiện nào cũng vậy, là tôi có bổn phận công bố tài chánh thu và chi cho quý vị mình biết. Chuyến này cũng không ngoại lệ. Vậy xin quý vị nắng ít thời gian để nghe công bố thu chi. Nếu có điều chi sơ sót, xin quý vị niệm tình quan hỷ. Xin cảm ơn.
Và sau đây tôi xin công bố cái phần mình thu tiền của quý vị mình đó. Chỉ ngồi có ở nhà cháu không ngồi quý vị, cho 3 tấn gạo mà rồi mình đi miền Trung đó, mà không có chị Tiêu Hoa thử không công bố, hôm nay có chị công bố cho chị biết. Tiền mình đi miền Trung về đó quý vị, còn được là 67 triệu đồng. Tiền của quý vị mình ủng hộ là cậu Chính Xén 100.000, anh Tư Ngần 500.000, anh Tư Hùng 500.000, chị Tấm Dung 500.000, cháu Phụng 100.000, cô Sáu Thu 500.000, cô Thúy 100.000, cháu Phượng 100.000, cô Nga 100.000, cô Hiền 100.000, chị Thủy má của cháu Vũ Linh 200.000, Khánh Vinh 500.000, Đồng Đạo 50.000, chị Hai Nga 100.000, Út Điều 100.000, chị Ba Hòa 2 triệu đồng, chị Bé Tư 500.000, chị Hai Đèo 200.000, chị Phượng, chị Phương gì đó quý vị, 200.000, Ba Đặng 200.000, chị Sáu Ngân 500.000, Siêu Mỏng 200.000, vợ anh Út Ẩn 500.000, ngoài Đồng Đạo xin miễn nói tên 500.000, chị Ba Dung 1 triệu đồng. Cái đó là bên xe lọ lem quý vị, đề nghị cho anh chạm pháo tay cho ấm ấm quý vị. Tới xe của Mai Thảo, chị Châu ở Long Xuyên 1 triệu đồng, chị Tư Ngành 2 triệu đồng, thông gia của chị Tư Ngành 3 triệu đồng, Mai Tùng 1 triệu đồng, Tuấn Vũ 1 triệu đồng, một Đồng Đạo ẩn danh 100.000, Ba Hiền 500.000, Hai Dũng 100.000, Năm Nga 100.000, Ba Hồng 200.000, Sáu Ba 200.000, Út Sậy 400.000, Diễm 100.000, Cô Sương 150.000, Anh Đông 200.000, Em Lan 100.000, Cô Thủy 100.000, Chính Chí 100.000, Mỹ Thuận 100.000, Em Hạnh 100.000, chị Hoàng 100.000, em Tuyết 100.000, Kim Trung 100.000, chị Dung 100.000, chị Phượng 100.000, cô Lại 100.000, chị Út Bình 500.000, chị Quyên 200.000, chị Giàu 500.000. Cái đó là tiền quý vị mình ủng hộ quý vị, mà cái tên nhiều khi đọc có trúng hay chặt thì khi viết nó cũng không có chính xác nha quý vị, cái kế đó nhớ thông cảm nhiều nha. Đề nghị xe qua Mai Thảo quý vị, cho anh chàng phó tay. Nó tổng số tiền mà quý vị mình ủng hộ quý vị là được 20.800.000 của hai xe đó quý vị, cũng cho anh chàng phó tay luôn chung. Tiền xe quý vị mình hùng vô để trả tiền xe là 6.8 triệu, nó lộn. Tiền ủng hộ của quý vị là 8.350.000. Xe Mai Thảo là tiền xe là 7.100.000. Tiền ủng hộ của quý vị là 11.350.000. Cộng tiền ủng hộ của quý vị với tiền xe đòi lại là mình được 33 triệu đó quý vị. 33 triệu, với tiền của mình là còn hồi nãy là còn 67 triệu, vậy là trong chuyến đi này của mình là được 100 triệu. Đề nghị quý vị mình cho anh chàng hóa tay cho ấm lòng hơn. Sau đây tôi xin công bố cái phần chi ra quý vị. Đầu tiên là chi chỗ bẩn 2.500.000 để làm mấy cái tờ cảm tạ kỳ dầu đi miền Trung quý vị, với mua khuôn rồi đó. Trả tiền
500 thùng mì, mỗi thùng là 50 ngàn, tổng số là 25 triệu. Tiền xe lộ len mình mướn đó là 8 triệu. Tiền xe của Mai Thảo là 7 triệu. Trong đoàn mình định gửi nơi đào tràng của chú Dũng đây là 2 triệu. Rồi gửi chùa Ngọc Linh, Ngọc Định 2 triệu. Rồi trả thêm tiền 2 tấn gạo ở đây là 24 triệu. Tiền nếu uống với xe tải mà chở gạo mình đi qua bên Hồng Ngự đúng gì là cũng hết 500 ngàn. Vậy là tổng số tiền của mình đúng vậy 100 triệu mà mình chia ra hết là 95 triệu. Vậy là còn lại 5 triệu 300 ngàn. Số tiền này tôi cho đoàn dự định là sáng nay mình đổi mặt lẻ mình cho hết ở chùa Ngọc Định đúng vậy. Quý vị có đồng ý không ạ? Dạ. Chuyến mỗi chuyến đi nào quý vị mình cứ đi về không mà đi là tốt ha. Vậy nãy giờ quý vị mình có nắm được gì không ạ? Dạ, cái như còn mấy triệu đó mình hết luôn đó nghe. Dạ. Sau cùng xin thay mặt cho đoàn từ thiện Khánh Thuận và bà con ở Vĩnh Châu nhận quà của mình đó, thành thật biết ơn đến quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm đã không ngại đường xá xa xôi đem chút tình thương đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Vĩnh Châu này. Và không quên cầu chúc cho quý vị thân tâm thường an lạc, tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di.